toàn cảnh vụ lò hơi trong xưởng gỗ Đồng Nai phát nổ. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 5, tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, camera trong xưởng sản xuất gỗ của công ty Bình Minh thuộc xã Thiện Tân ghi lại được khoảnh khắc khu vực lò hơi phát nổ, gây ra tai nạn thương tâm. Thời điểm xảy ra sự cố, bụi bay mù mịt, nhiều công nhân chạy thoát ra ngoài. Một số nhà dân xung quanh cũng bị rung chuyển bởi vụ nổ. Tại hiện trường, một phần xưởng gỗ bị sập, hư hỏng nặng, mảnh tôn vương vãi khắp nơi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là lỗi kỹ thuật trong quá trình sửa chữa hoạt động đã gây ra nổ lò hơi. Trả lời phỏng vấn của VN Express, người dân và các công nhân liên quan đã tường thuật lại sự việc. Cái xưởng gỗ làm gỗ còn gì đang làm ở bên cách lò khoảng 40-50 mét thì đang làm từ trên đó bị phát gục luôn, cái kiểu là như súng bắn chim ấy, biết sao được nữa, tôi thấy choáng rồi. Mà không đi được mà không chạy ra được, một lúc mới ra được thì lại ra thì cứ mọi lúc mì một cái vẫn khói tùm rồi thế thì ra bên ngoài khỏi xưởng thì anh em gì gọi là có bị thôi. Là làm ở cái kho đóng gói, thấy nổ thì thấy nó khói lên này, thấy nó khói bụi rơi xuống này, thế là chạy ra, thế là cứ tưởng là cháy xưởng, lúc đấy là thi nhau chạy ra với thác thôi. Lúc đấy là bụi mù hết ở trong xưởng, là không thấy cái gì luôn, rung hết xưởng, cái chỗ lò mà nó dựng cái lò vào cái tường ấy là nó bay hết những cái tôn kia ra, nó thủng hết cái tường này ra, sau này kiểu như là bảo là họ đốt đây thôi nó không lên ấy, thì họ mới ra chỉnh sửa ấy, nổ đang nằm ngay cái đầu này, nhìn xuống là nó sập hết trơn luôn rồi, tới đâu nhà nổ mình ra hả vậy chứ, nó lên trên coi nứt lao phong rồi sập hết ở đây nứt luôn không còn gì hết. Trong bếp nấu đồ ăn rồi hai vợ chồng mới nghe cái rầm nóc nhà, cũng như cái nhà này nó dở lên là nó cứ rầm xuống là rớt hết đồ trong nhà hết xuống luôn. Lúc đó hai đứa con ở ngoài, hai chồng mới lật đật chạy ra kiếm hai đứa con.